kênh mới của Team Thu Hiền TV nhé. Ồ, wow, xinh quá, xinh quá. Tất nhiên rồi. Cậu làm cái gì thế hả? Chào cậu. Chào cậu. Wow, tuyệt vời. Chào các bạn, mình là Phương Linh, học sinh mới. Ôi, đúng là cực phẩm mà. Mình có thể ngồi ở đâu được nha? Ngồi đâu á? Thằng này, tránh ra. Đây đây, cậu ngồi đây, đừng ngại. Ngồi đi. Mày thấy gái mà bỏ bạn bè thế à? Nhìn cũng bình thường thôi, sao mà làm quá lên thấy ghê vậy? Tấn Thành, sao cậu ấy cũng đúng là đáng ghét mà. Cậu biết căng tin ở đâu chưa? Tới chưa? Đây là số của mình, có gì cần hỏi cứ gọi cho mình. Này, biết gì chưa? Nó là hot TikTok đây. Cái gì? Đây là con nhỏ đó hả? Ta-da, tôi mua cho cậu nè. Nhớ là phải ăn hết đó nha. Cậu ơi, cậu ăn chung với tớ nha. Thôi khỏi, cảm ơn. Đúng là cái đồ giả tạo, thích thì cứ ăn đi còn bày đặt. Mấy ngày nữa Thành sẽ không mua cho mày nữa đâu, mà thay vào đó là tao. Và cứ thế ngày ngày trôi qua. Phải làm sao bây giờ? Ơ, tóc cậu dính gì đây? Mày nhìn xem đi, con nhỏ mới đến muốn cướp Tấn Thành của tao rồi kìa, tức quá. Bực thế nhờ, mày muốn cướp thằng Thành thì phải vượt qua con Linh đi. Tao sẽ quyết tâm làm idol top top. Cái gì? Được đấy, tao ủng hộ mày hai tay luôn. Yeah. Hãy chờ đấy. Nào nào, bên này, bên này. Cộng lên. Cộng lên tí nữa. Tuyệt vời. Rồi, trái tim nào. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi. Đúng rồi, mọi người để view giúp em nào. Thế này mà không hot á, thì có mà phí ra. Ây, tao mệt quá rồi đó. Ui, siêu phẩm luôn này mày ơi. Đưa đây, để tao up luôn nè. Sắp nổi tiếng rồi. 2000 years later. Có mỗi một người follow thôi, không biết ai nữa. Của tao chứ ai nữa. Tao nhảy đẹp như thế mà được có 10 view với một comment à. Mày đừng có nản. Làm gì có ai thành công ngay từ đầu đâu. Mày xem comment nói gì, rồi mình tiếp thu ý kiến để mình sửa đổi. Chê. Chê cái gì? Nó comment mỗi chữ chê thôi. Tức quá. Thua kèo này, tao bày kèo khác mày hiểu không? Mày xem đây, còn Linh nó vừa cover một bài nổi luôn. Giờ mày cũng chọn một bài để cover đi. Bài gì mà vừa vui vẻ, vừa hào hứng, lại được nhiều người thích nhỉ? Tao biết bài gì rồi. Vậy quay luôn nhé. Baby shark choo 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 choo, baby shark choo 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 choo, baby shark. Mommy shark choo 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 choo, mommy shark choo 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 choo, mommy shark. Một ngày mới bắt đầu. Bạn cho mình xin kiểu ảnh nha. Cảm ơn bạn nha. Không có gì. Nè ông, tôi cũng là idol top top, nếu ông không chê thì. Gì vậy? Đúng là điên mà. Đúng là đồ không biết gì. Này, sao trông mày có vẻ tức tối thế? Không tức sao được. Mày coi nè, cái clip tao làm hay như vậy mà chỉ có 2-3 lượt view à, thì biết chừng nào tao mới bằng con Linh đây. Chúng mình làm gì cũng bị chê, rồi làm gì bây giờ? Khó thật đó. Nhưng mà mày phải giúp tao đi. Giúp cái gì đây? Tao nhớ rồi. Bây giờ làm thế này nhé. Như vậy có ổn không? Ổn mà, mày tin tao đi. Ok, tao tin mày. Thu Hiền sắp thực hiện một clip có sự xuất hiện của hot TikToker Linh. Mọi người có đón chờ không ạ? À?
Ôi trời, nhìn lượt like share kìa. Chắc chắn lần này mình sẽ thành công. Không biết Hiền hẹn mình đến đây có việc gì, mà sao không thấy Hiền đâu nhỉ? Nó đến rồi. Người Phương Linh toàn bột thế này. Like chia sẻ cho mình nha. Linh, cậu ổn chứ? Đứng dậy nào. Hiền, cậu thật là quá đáng. Quá đáng. Gây nghiệp rồi nha. À, mọi người. Tại sao lại thế? Tất cả việc mình làm cũng chỉ muốn tấn thành chú ý, tại sao thành ra thế này? Hiền hồi tưởng lại lần Linh mời mình ăn bim bim, bỗng cô nhận ra Linh không xấu xa như mình nghĩ, nên rất hối hận. Hiền quyết định đến nhà Linh để xin lỗi. Thôi vậy. Mặt không được. Tôi ra ngay. Ai đó? Phương Linh, cậu về đi. Đừng mà, tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi. Hãy nghe tớ giải thích đi mà. Cậu đi về đi, mình không muốn nghe gì hết. Mình xin lỗi mà. Linh ơi. Dạ. Bạn đến chơi thì mời bạn vào nhà đi con. Linh ơi, mình thật sự xin lỗi mà. Thật ra mình chỉ muốn được nổi tiếng như cậu, để Thành chú ý đến mình mà thôi. Cậu lấy người khác ra làm trò cười để được nổi tiếng, vậy là hay sao? Mình biết sai rồi. Cậu nhận ra lỗi sai là tốt. Mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Ồ, thật á? Phương Linh, cậu đúng là tốt nhất quả đất luôn. Mình hứa từ giờ sẽ thay đổi. Đâu rồi nhỉ? À, cô ấy đây rồi. Hai bà thần này tránh ra để tôi xem nào. Sao sáng sớm ông ấy lại ở nhà cô Trinh vậy? Lớn rồi mà vẫn thích làm đúng. Ngồi cẩn thận đấy. Sao ông kia nhìn quen thế nhờ? Quen á? Còn nhớ bà Quỳnh hàng xóm trời đánh của tôi không? Nani? Bà Quỳnh đi với ông nào kia? Gớm, làm mẫu quá đáng. Anh về nha. Không ngờ bà này trông vậy mà cũng có người yêu. Thật á? Bà có chắc không vậy? Này, lại đây. Giờ đã nắm được điểm yếu rồi thì tôi có kế hoạch thế này. Ok. À, sao lại? Thầy tên là Hiệp, thầy sẽ dạy bộ môn toán cho các em trong năm nay. Thầy dạy toán của mình á? Các em mở sách ra, chúng ta bắt đầu bài học nào. Không ngờ kẻ thù của thầy mình cũng chính là thầy mình. À, đúng rồi. Cái gì vậy? Đọc đi. Nhất trí luôn. Nhìn tôi đây này, bách phát bách trúng. Đạn của ông đây. Thảo đồng đội đấy. Chết này. Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy anh? Ờ, không có gì đâu. Bắn chuột đấy, tiếp theo. Ui da, đồng quá. Bắn chuyện tình tao, đạn cứ để tôi lo. Yeah, làm tốt lắm với mày. Quái lạ, hôm nay làm sao ấy nhỉ? Thôi mình đi chỗ khác đi anh. Bước đầu thành công rồi, yeah. Tiếp theo kia. 1, 2, 3. Chuột máu. À, thầy. Có chuyện gì đấy? Dạ không có gì đâu ạ. Mấy cái đứa này làm gì chạy như ma đuổi vậy? Anh nước hết rồi này. Cô Trinh, có chuyện gì vậy? Không biết ai ác, hớt hết nước vào người thầy Hiệp rồi. Chắc là mấy đứa quỷ kia rồi. Thầy Hiệp đi thay quần áo đi, chuyện này để tôi xử lý cho. Cảm ơn thầy. Ông đặt cái chính xác vào. Tất cả đã xong xuôi, giờ chỉ còn chờ người đến thôi. Yeah, về chỗ đi. 3, 2, 1. Ôi trời ơi. Chết rồi. Thầy Tú. Wow.
ngay là do mấy em bày trò mà. Chuyện thầy Hiệp bị hắt nước cũng là do các em làm đúng không? Thầy biết là các em có ý tốt với thầy, nhưng mà trong thâm tâm thầy không muốn các em làm như thế. Thế nên các em dừng lại đi, đừng phá hoại hạnh phúc của họ nữa. Dạ vâng ạ. Lần sau còn lâu bọn em mới giúp thầy nữa. Thầy Hiệp thật tệ ba, chấm sừng của Vinh nữa chứ, làm tổn thương thầy Tú nữa. Phải báo cho thầy Tú mới được. Mọi chuyện là như vậy đó thầy ạ. Các em có chắc không? Có ạ. Vậy thì thầy phải đến dạy cho hắn một bài học mới được. Thầy chết rồi, đi báo cho cô Vinh thôi. Anh tặng em này. Đồ khốn sở khanh này. Anh làm gì vậy? Kim Bùng, Vinh là một người tốt, sao anh dám làm như vậy với Vinh? Thầy nói cái gì tôi không hiểu. Thầy bắt cá hai tay, tôi biết hết rồi. Bắt cá hai tay gì cơ? Mà sao lại có Vinh ở đây? Ở đó kìa, nhanh lên cô ơi. Tôi nói cho thầy nghe, dù tôi không là gì của Vinh, nhưng tôi thích cô ấy, nên tôi không để ai đối xử với cô ấy như vậy. Gì cơ? Hóa ra là như vậy à. Thầy còn cười được à? Thầy Tú. Cô Vinh. Thầy hiểu nhầm rồi, thầy Hiệp là anh trai của tôi. Anh trai á? Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Thật không ngờ thầy lại có tình cảm với tôi. Thôi, thích thì phải nói, mạnh mẽ lên nào. Tôi xin lỗi vì hiểu nhầm không đáng có này. Mấy cái đứa này còn đứng đó à? Đi đi nào. Thầy. Cô Trinh, thật ra tôi đã thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Hóa ra những món quà đó là của thầy tặng tôi sao? Đúng vậy, sợ cô không thoải mái nên tôi chỉ dám giấu mặt. Cũng may là có chuyện này nên tôi mới dám thổ lộ tình cảm. Thầy cũng thật là, sao thầy lại không nói sớm? Thật ra tôi cũng thích thầy từ lâu rồi. Cô nói thật sao? Yeah, các bạn ơi, vậy là tôi đã thành công rồi. Cuối cùng, sau những hiểu lầm tai hại, thầy Tú và cô Trinh cũng đã trở thành một đôi.